một phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục là cái trạng thái anh chị nhào tư chúng ta mua vào cổ phiếu xong, nó lại quay đầu, nó giảm xuống. Ví dụ anh chị mua vào cổ phiếu HCM, có những lúc nó tăng tới 3%, 3,5%, nhưng kết quả anh chị đều thấy đó là nó chỉ còn tăng 1,2%. Hay là anh chị mua vào cổ phiếu đất xanh, tuy là anh chị mua vào anh chị có thể thấy đóng cửa là tăng 4,6%, 4,8%. Tuy nhiên lúc mà nó đang tăng lên thì có cái lệnh bán rất rất lớn, nó xả cổ phiếu này về có 1,7% thôi. Hay là những cổ phiếu khác không hề đồng bộ tăng lên, ví dụ phát đạt cũng không tăng lên bao nhiêu, hay là những cổ phiếu chứng khoán, những cổ phiếu ngân hàng hay là những cổ phiếu bất động sản khác còn lại thì nó cũng không tăng. Mà một cái trạng thái thanh khoản anh chị có thể nhìn vào đây nó rất là hấp. Tuy nhìn như thế này là nó cao đúng không? Nó cao hơn phiên hôm trước. Nhưng anh chị nhìn vào thật ra nó chỉ quanh có 400, 500 triệu cổ phiếu. Trong khi bình thường thị trường chúng ta giao dịch bao nhiêu anh chị? Trong khi thị trường chúng ta giao dịch bình thường là 6-700 triệu cổ phiếu. Anh chị có thể nhìn ở đây, đồ thị Army thì chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy thanh khoản nó cực cực kỳ hấp luôn. Một cái trạng thái có thể ở đây là vùng đáy của thị trường, cũng có thể không phải là đáy rút củi đáy nồi, thật sự khó mà biết được đúng không? Thì hôm nay trong cái bản tin cuối tuần này, Quang sẽ chia sẻ với anh chị một lần nữa về cái trạng thái thanh khoản cực hấp này, nó có tác động tốt hay xấu với trạng thái thị trường. Và vì sao chúng ta phải chờ đợi leader, cái leader này nó quan trọng như thế nào mà cứ mỗi lần thị trường mình nó sập, nó có biến và nó rớt ở bên dưới thì chúng ta đều phải chờ đợi leader để chúng ta có thể đầu tư an toàn, hiệu quả và ngủ ngon chứ không phải bây giờ. Thật sự nếu anh chị nhìn vào anh chị đã thấy đó là thị trường chúng ta nó rất là dở dở ương ương có đúng không? Ví dụ anh chị thấy cổ phiếu phát đạt của ngành bất động sản đi. Như mình qua đã chia sẻ với anh chị ở rất là nhiều cái đỉnh ở trên đây nè, Quang đều nói với anh chị là kéo lên canh bạc đúng không? Đừng có mua. Anh chị thấy nè, rõ ràng trong thời gian một tháng vừa qua dù nhìn phiên thứ sáu cổ phiếu này đang tăng 1,65% anh chị nhìn lên đây anh chị sẽ thấy 1,65% như anh chị thấy rõ ràng nó có tăng được không nó đâu tăng được đâu đúng không nó không hề lên được quá nhiều ví dụ cây này đi cũng là tăng nè sau đó bữa sau nó giảm là bình thường đó bữa sau nó giảm là bình thường và nó vẫn là gì về bản chất chúng ta chỉ có thể lời được trong cái phiên chúng ta vừa mua nhưng hàng về đâu phải chúng ta lỗ Đó không hàng về lỗ hoặc kẹt lỗ hoặc kẹt cứ kẹt kẹt sau đó lên thì cũng lên xuống thì cũng xuống dở dở ưng ưng hay chiến lược đầu tư những cái gì cần chia sẻ cuối tuần này hôm nay trong bản tin này qua sẽ chia sẻ với anh chị đầy đủ hết nha rồi đầu tiên nếu anh chị mình coi video của kênh Nhật Quay Channel Anh chị coi hậm rài, lâu rồi Anh chị mình chưa thấy có cái phương pháp nào mà anh chị đầu tư nó hiệu quả trên thị trường Anh chị muốn chuyển về đồng hành với hệ thống minh Quang Theo phương pháp phân tích VTA kết hợp phân tích cung cầu tâm lý kỹ thuật hành vi à, mà Anh chị đã coi ở đây rồi Tất cả mọi thứ qua điều kiện đó với anh chị một cách rất là chính xác Ví dụ như là gì? Ví dụ như là nhận diện định đáy qua chị báo rệt ai cách đây 12 ngày Anh chị cứ coi lại cái chị báo này giúp Quang Và anh chị coi lại có phải chúng ta đã dự đoán chính xác vùng đỉnh của thị trường nằm trên đây không và chúng ta đã đưa ra được những cái phương án đầu tư hợp lý để gần như không có lỗ đúng không gần như thị trường rơi rất là nhiều chúng ta không lỗ nhưng nếu anh chị mình đầu tư sai một cái anh chị đã lỗ rất là nhiều ví dụ cổ phiếu dg có những lúc cao trào anh chị mình lỗ tới tận là 16 phần trăm hiện tại vẫn còn lỗ bao nhiêu vẫn còn lỗ 14 phần trăm hãy chị có thể cân nhắc nhắn tin trực tiếp với trợ lý như hảo hoặc là trợ lý trung phi hai bạn trợ lý sẽ tư vấn và hướng dẫn anh chị cái hữu tục để chuyển về đồng hành với hệ thống minh quang để có được những cái chiến lược đầu tư nó an toàn và nó hiệu quả nhất trong cái trạng thái thị trường này nha rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung hôm nay đó là gì? Đó là thanh khoản từ khách, chờ đợi đơn, an toàn, hiệu quả và ngủ ngon chứ không thể dở dở ưng ưng như thế này tốn phí tốn lỗ rỉ rả rỉ rả liên tục liên tục và liên tục rồi thì đầu tiên qua sẽ nói với anh chị về trạng thái gì? Đó là đầu tiên chúng ta sẽ thấy được cái câu tiêu đề đó là thanh khoản cực hấp đúng không? Thì thanh khoản là gì? Thì mình chia sẻ với anh chị rất rất nhiều. Thanh khoản là cái mà anh chị mình nhìn ở đây, ví dụ cổ phiếu đi gờ đi. Thì cái mà anh chị nhìn ở đây anh chị sẽ thấy đó là những cái cột màu xanh hoặc màu đỏ với cái việc là cái đường màu màu gì? Cái đường màu xanh lơ nè là đường MA20. Hay nói cách khác là trung bình giá của một tháng giao dịch với cái khối lượng màu khối lượng cổ phiếu và cái khối lượng này nè sẽ không tính là giao dịch thỏa thuận anh chị lưu ý nha không tính giao dịch thỏa thuận chị tính giao dịch khớp lệnh trên sàn đi ra và đi vào bắt buộc phải được ghi nhận ở trong đây và anh chị mình cũng có thể tự bật được luôn qua sẽ hết chỉ cho anh chị mình coi đây anh chị mình cũng có thể tự bật ví dụ đây là file này ha anh chị có thể nhấn đúp vào sau đó anh chị bật cái này lên anh chị bật cái volume ma lên là nó sẽ tự động bật lên cho anh chị à, rồi thì từ đó anh chị mình sẽ thấy được đây là cái khối lượng và chúng ta sẽ nhìn vào chúng ta so sánh chúng ta đối chiếu với cái cái màu xanh màu đỏ này thì chúng ta sẽ biết đây là hành khoản to hay là hành khoản thấp và bây giờ anh chị nhìn vào các cổ phiếu hay thị trường anh chị sẽ thấy đó là ví dụ đi gần chị thấy hành khoản cũng rất thấp thì bây giờ mình qua thị trường anh chị nhìn vào anh chị sẽ thấy nè nó cực kỳ bé luôn đúng không anh chị nếu mà anh chị nhìn trên video bình thường trên điện thoại có khi anh chị sẽ không thấy được cái cột hành khoản ở đây luôn chỉ có anh chị mình đang coi video của quang trên kia trên gì trên cái tivi á thì anh chị sẽ thấy được cái đây nó nhú lên tí xíu nếu mình kéo như vậy cũng được nhưng mà nhìn nó sẽ không khách quan mình sẽ để như thế này anh cho thấy là thanh khoản nó cực kỳ hấp luôn Ở dưới đây, đúng không? Ở dưới đây, về câu hỏi đặt ra thanh khoản này hấp là tốt hay xấu Thì bác sẽ nói với anh chị một điều Đó là gì? Đó là xét về các yếu tố bình thường à, Xét về các yếu tố bình thường thì thanh khoản hấp là một điều tốt à, Lưu ý nha thanh khoản hấp là một điều tốt vì sao vì khi thanh khoản hấp nó từ nè đây là bùng nổ đúng không bùng nổ sau đó đánh lên và từ từ nó hấp xuống nó liên tục nó hấp như thế này là rất là tốt luôn anh chị vì sao vì khi hấp như vậy nó sẽ thể hiện một điều là tổ chức cá mập không thể phân phối hàng cho anh chị nhậu tư quá nhiều đúng không nè anh chị thấy không ví dụ ở đây các anh chị thấy cái đoạn này tăng lên không anh chị thấy cái đoạn này tăng lên không thì khi nó tăng lên nó như thế nào thì thanh khoản nó rất hấp đúng không thì khi nó hấp như vậy có phải không ai dám mua không đúng không thì nó lại lên ví dụ anh chị thấy nó sập xuống rất mạnh này đúng không và khi sập xuống thì sao thì thanh khoản nó rất thấp và khi hấp thì nó tăng lên là bình thường đúng không anh chị thấy những cái giai đoạn tích lũy trước khi một dòng nhịp tăng mạnh à thì thanh khoản nó rất thấp nè chị thấy không nói chung thanh khoản hấp đa phần 80% trên thị trường này hoặc với các cổ phiếu nó đều tốt 80% nha trong một cái giai đoạn bình thường á về giai đoạn tích lũy gì đó thì nó là tốt nhưng quan trọng chúng ta phải xét thêm một số yếu tố nữa ví dụ ở đây chị hãy hành hoàng tốt hấp dạ thì đỏ rồi là, là, là tốt đúng không tuy nhiên nó lại có một cái vấn đề đó là các cổ phiếu đó lại có bùng nổ ví dụ chị nhìn cổ phiếu chứng khoán hcm đi hôm thứ sáu có phải ở phiên bùng nổ không? chính xác qua nói với anh chị chính xác đây là phiên bùng nổ của cổ phiếu HCM và phiên thứ sáu đúng không khi những cái thông tin về hợp khẩn của cái việc nâng hàng thị trường nó ra thì dòng tiền đổ vào mua bùng nổ khối lượng lên coi như là cũng tương đối to nha coi như cũng tương đối to nhưng quan trọng anh chị phải đặt câu hỏi ra ai là người bán phiên thứ sáu này đó là gì và đánh giá chắc là tổ chức cá mập nó bán thôi chứ làm gì nhỏ lẻ chúng ta có thể bán được với cái khối lượng lớn này đúng không rồi tiếp tục anh chị nhìn vào cái cổ phiếu nào khác, khác đi anh chị nhìn vào các cổ phiếu hép đi anh chị sẽ thấy ngay kè nè đây có phải là cây bùng nổ rất lớn của cổ phiếu hòa phát không đây cây bùng nổ rất lớn tăng hơn ba phần trăm và anh chị nhìn vào chị sẽ thấy đó là gì đó là nó bị bán với khối lượng rất lớn đúng không đúng cổ phiếu vẫn tăng cho cây nến tăng màu xanh nhưng phần bị bán rất lớn và bùng nổ khối lượng là thanh khoản lớn tuy nhiên là gì tuy nhiên nó lại quay đầu và nó rớt vậy ai là người bán cây này là tổ chức đúng không rồi tiếp tục anh chị nhìn cổ phiếu nào kế tiếp anh chị hãy nhìn thử cổ phiếu ngân hàng thì nó không có do nó không có bùng nổ gần như không có con Ngân hàng nào tăng trong giai đoạn này, ok. Nó chỉ đi ngang thôi, vậy thì chúng ta sẽ không xét về ngân hàng. À, nếu muốn xét, anh chị xét về cổ tiên phong banh thôi. Anh chị xét về tiền phong banh, câu hỏi đặt ra nha. Thì cái cây này, nó chỉ tăng được có 1,6%, tức là có lúc là 2%. Thì câu hỏi đặt ra cái khúc nghe nè, ai là người bán ra anh chị? Dù khối lượng bùng nổ vào rất rất là lớn. Không, vậy thì ai là người bán ra? Và vì sao tăng tới 28 triệu cổ phiếu? Cổ phiếu chỉ tăng 1,6% không vậy có phải là tăng ít không ví dụ anh chị thấy cây này không tăng hai phần trăm cây này không tăng có một phần trăm nhưng thanh khoản là bao nhiêu triệu anh chị cây này là 42 triệu cây này là nhiêu 32 triệu tổng là bao nhiêu 74 triệu cổ phiếu vậy câu hỏi đặt ra vì sao cái dòng tiền vào rất lớn mà nó lại bị bán xuống à, nè anh chị thấy cây này cũng vậy nè đúng không thì đó thì kết quả nó sau đó sẽ anh chị sập nè Đập nè, đúng không? Anh chị nhìn vào, anh chị thấy tức là cái gì? Dòng tiền vào không tương xứng với cái mức độ bùng nổ của cổ phiếu. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn vào cổ phiếu đất xanh à, của ngành bất động sản, anh chị thấy nè. Tại sao cái cây này nè, nó tăng lên, nó tăng lên, nó chỉ tăng có bao nhiêu? Nó chỉ tăng có 14 triệu thôi, nhưng cây bữa sau bán háo và quay đầu up nè, lại up tới, bô tới 23 triệu, đúng không? Và bên đây nó rớt xuống thì nó rớt xuống bao nhiêu? âm 4% âm um 20 triệu nhưng hôm nay hồi lên chỉ có bao nhiêu chỉ có 14 triệu thôi à, đó, nãy giờ qua đang cho anh chị mình thấy về cái khối lượng vậy câu hỏi đặt ra ở đây tại sao qua lại chia sẻ với anh chị điều này đó không đó là nếu chúng ta nhìn vào cái khối lượng của thị trường thì chúng ta sẽ thấy đó là đúng về bản chất khối lượng thị trường đang siết và bé như thế này là điều rất là tốt tuy nhiên chúng ta phải xét về từng đơn vị cấu hành nên thị trường từng đơn vị cấu hành nên cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy các cổ phiếu không hề có hành khoản hấp đúng không không hề có hành khoản hấp và đặc biệt là những cổ phiếu leader đầu ngành thì nó đều bị bán hay là đều bị xả hay bị cái gì đó với hành khoản là cực kỳ cao rất rất là lớn đúng không vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là cái thanh khoản cực hấp này với các cổ phiếu với cái thị trường này là tốt hay xấu thì nếu chúng ta chỉ xét về thị trường thì qua nói với anh chị thanh khoản hấp này là tốt tuy nhiên nếu mà xét với các cổ phiếu thì nó là nó là xấu đúng không nghe nó có hệ gì gì không nó nó sao nó nghịch lý đúng không nó rất là nghịch lý nó qua đánh giá chỗ này có hệ nha, hoàn toàn có hệ thị trường chúng ta vẫn sẽ chưa có hệ đi lên nghe được đâu mà nó chỉ là hành khoản hấp vì gì vì cái vấn đề ngoài miền bắc lưu ý nha ở đây mình có chia sẻ với anh chị khách hàng của nhà tư chúng ta à, chia sẻ với anh chị khách hàng ở đây Ra qua sẽ kéo lên cho mình coi anh chị mình coi ra buổi chiều hôm hôm hôm, hôm nha đây nè, miền Bắc nè, hiện tại đang gặp bão, lượng giao dịch rất là kém, rất nhiều nhà đầu tư không có sờ gian online và giao dịch bờ. Dẫn đến là gì? Hành khoản hấp từ lực bán đến lực mua, mức độ giao dịch chậm và ít đi rất nhiều, đúng không? Nên nó xe quay nó chán nạn, nó không thể hiện được đúng với cái cung cầu của thị trường. Đó là cái điều chúng ta phải xem ở chỗ này nè. Nên chưa có hạn là nó là một điều tốt, chưa hẳn nó là một điều tốt và nó cần gì? Những cú rũ bỏ hiếm, hoàn toàn có hại ở đây thị trường chúng ta sẽ không thể lên quá mạnh ngay mà nó phải làm gì nó phải tiếp tục đi ngang và nó rụng bò xuống đây là cái điều anh chị vẫn phải lưu ý Vì nếu mà thật sự nó ok nha Thì cái chỗ này đáng lẽ cái thị trường mình Ví dụ như HCM này anh chị thấy không Đáng lẽ chỗ này HCM phải tăng lên rất mạnh phiên thứ sáu hoặc đóng cửa ngay đây luôn Hoặc là đóng cửa tốt ra đây luôn đúng không? Đó đâu phải nó phải lên rất là mạnh như thế này Chứ không phải là nó lên sau đó bị cái ông nào đó mình không biết Xả ra quá trời xả luôn Vậy đứng tỏ là có người đang có người đang bán háo đúng không phải có người đang bán háo thì nó mới như thế này nếu không thì nó đã nó đã lên luôn rồi đúng không thấy xét về mức độ tăng giá đi anh chị nhìn vào FTS đi rõ ràng cái thứ sáu của thị trường chúng ta nó cũng vào với cái khối lượng rất lớn đúng không à, hôm trước có khối lượng bé tới cung khối lượng bé quá đẹp hôm sau bùng nổ là quá đẹp luôn nhưng tại sao nó lại không vượt qua được cái vùng đỉnh này có phải vẫn dở dở ngư không nó vẫn kẹt lại đúng ngay chỗ này luôn nó vẫn kẹt lại ngay đây đáng lẽ nó có thể tăng được bốn năm phần trăm ở dưới đây tăng trần được ở đây tăng trần được đúng không vậy tại sao ở đây nó không tăng trần được dưới cái khối lượng lớn như thế này cũng là khối lượng lớn như thế này tại sao bên đây tăng trần nè anh chị thấy không tại sao bên đây tăng trần mà tại sao bên đây nó không tăng trần đúng không thì đó là một cái vấn đề chúng ta cần phải đặt câu hỏi ra đáng lẽ chỗ này khi mà cái thị trường theo một cái quán tính thông thường của chia sẻ với anh chị nha khi thị trường chưa tăng hơn hơn cổ phiếu sẽ bùng nổ và tăng trước cả thị trường luôn. Vì sao? Vì cái cổ phiếu luôn luôn nó sẽ nhảy giá hơn thị trường vì tổ chức và cá mập trong đó hơn. Nó sẽ biết trước là cái thị trường và cổ phiếu chúng ta nó có tốt hay xấu. Với giờ quay cho xe anh chị mình coi về cái mục so sánh về Nindex anh chị thấy những cái chu kỳ nha. Anh chị thấy là cái cổ phiếu nó rất rất là gì? Nó rất là tinh luôn. Nó rất là gì? Nó rất là lẹ với thị trường. Ví dụ anh chị nhìn những cái giai đoạn này đi. Anh chị nhìn những cái giai đoạn này không? anh chị thấy cái giai đoạn này không những cái giai đoạn đi anh chị sẽ nhìn vào chứng khoán đi chị nhìn vào con mbs đi đây là cái giai đoạn bên mình bắt được mbs và ăn được ba chục trăm nền, chứ không bên mình bắt ngay đây nè và chị thấy nè khi thị trường mình đã hồi lên cổ phiếu nó không tăng và lên đây thị trường mình đã tích lũy đi ngang đúng không hãy chị nhìn vào anh chị thấy khi thị trường nó tích lũy đi ngang ở chỗ này thanh khoản rất là hấp à, tích lũy đi ngang này chứ không mình phải qua đây mình coi lại giai đoạn này của thị trường mà và NINET này ha anh chị cho coi nha anh chị thấy nè thị trường đây tích lũy thanh khoản như thế nào rất rất là hấp đúng không giống như hiện tại không rất rất là hấp luôn đúng không chính xác nhưng mà khi mà mình qua đây mình so sánh và nên đến, mình coi lại mbs đi mình sẽ nha tuy là giai đoạn này thanh khoản rất là hấp đúng không đây là những cái cây thị trường mình chưa tăng nhưng rõ ràng mbs bên đây nó đã bắt đầu làm gì nó đã bắt đầu nó tăng trước thị trường anh chị lưu ý nha nó đã bắt đầu nó chạy và nó tăng trước thị trường này anh chị không thì đó, đó nó thể hiện cái điều gì nó thể hiện sức mạnh của cổ phiếu là tổ chức và cái mập bên trong nó đã biết được là gì thị trường này ok rồi thì nó sẽ đi lên luôn chứ nó sẽ không có ngồi chờ thị trường tăng thì nó mới tăng vì sao vì khi thị trường tăng thì anh chị sẽ thấy ok và khi anh chị thấy ok thì anh chị sẽ lao và anh chị mua và tàu nó sẽ nó sẽ nặng tương tự anh chị sẽ nhìn cổ phiếu CTG CTG anh chị sẽ nhìn giai đoạn này đi anh chị sẽ nhìn giai đoạn mà siêu uptrend của CTG ở đây anh chị nhìn vào anh chị thấy nè mình dâm bự lên trên chị coi nha thì khi thị, trường mình lên kết thúc ngay đây anh chị thấy là kết thúc ngay đây nha thì chị nhìn vào anh chị sẽ để nha có ngay đây là thị trường mình ở đây nó sao nó đang rung lắc và đang có những cây bán áo rất lớn này chị thấy không nhưng mà khi vừa hồi lên nhẹn tí tức là vẫn còn xe quay quanh cái vùng này chưa có lên được luôn nói thiệt anh chị là chỗ này không hề lên được bao nhiêu cả thị trường chúng ta nè thì trên đây City đã bùng nổ và chạy vượt đỉnh anh chị thấy không bùng nổ và chạy vượt đỉnh bùng nổ và đi lên trước thể hiện điều gì thể hiện là tổ chức và cá mập biết trước thị trường này ok đúng không tiếp tục chúng ta nhìn cổ phiếu RVR chúng ta cũng thấy nó tương tự thôi à, tương tự thôi nè chị thấy không cổ phiếu RVR bắt đầu tăng từ cây này nè anh chị bắt đầu tăng và cũng là bên mình vào động tư con này tại đây luôn à, lưu ý nha thì đây anh chị thấy qua sẽ kéo cái cây này chị thấy không là cây chỗ này đúng không ngay chỗ này thì lúc đó thị trường mình đã tăng chưa thị trường mình chưa tăng thậm chí qua đây thị trường mình còn gì thị trường mình còn sập luôn nè thị trường mình đang sập cái cây rất là mạnh nè anh chị thấy không sập nè đây là cái cây sập của thị trường sau đó thị trường nó hồi lên lúc đó rồi bây giờ lại lên tới đây rồi anh chị anh chị thấy không nó đã lên tới đây nó thể hiện điều gì nó thể hiện tổ chức cá mập và nhà đầu tư lớn trên thị trường nó biết trước thị trường này không có sập thị trường này rất ok thị trường này là đã rất ok rất là gì rất là tốt anh chị phải biết trên thị trường chắc chắn sẽ có các quỹ ETF các cái quỹ lớn đúng không thì những cái quỹ đó nó thế nào nó có những cái đội ngũ đầu tư những cái đội ngũ chuyên gia phân tích về cả cả gì cả một cái team hàng trăm người để người ta phân tích về cái quỹ hàng tỷ đô người ta mua vào các cái cổ phiếu thì nó phải phân tích được và nó thấy ok nó mới đổ tiền vào thì cổ phiếu nó mới lên nó và quan trọng là gì là lúc đó thị trường mình chưa tăng à, lưu ý nha ở tiếp tục anh chị nhìn cổ phiếu ép tết nhưng anh chị nhìn ở khúc bên đây đi anh chị thấy nè đây chị thấy chỗ này không à, anh chị thấy chỗ trên đỉnh luôn nha dù thị trường chúng ta trên đỉnh nó cũng y hệt vậy nè anh chị thấy ép tết chỗ này không thị trường sập nó sập không thì sập đi sập như nhau là như nhau là bình thường nhưng quan trọng khi thị trường mình đang hồi nhẹ chỗ này thôi anh chị thấy không đang hồi nhẹ không thị trường mình mới tăng lại một cây cổ phiếu này bắt đầu gì vượt đỉnh rồi. À, đúng rồi, bắt đầu vượt đỉnh rồi. À, vượt đỉnh ca khúc không? Tăng bao nhiêu phần trăm anh chị? Tăng tới tận 55%. Anh chị thấy kinh khủng không? Kinh khủng dù thị trường mà nó chỉ hồi là nó tết đỉnh thôi. À, sau đó nó sập nè, giai đoạn tháng mấy? Tháng 9, tháng 11, năm 2020. 13 nè, chị không? Đó, chị không? Mà con đẩy tâm kinh khủng không? Đó, chị không? Thì đó là gọi là cái gì? Đó thì ta gọi đó là thị trường tích lũy khối lượng hấp thị trường đang xấu thị trường đang điều chỉnh và bên trong các cổ phiếu gì ở đây qua đây chia sẻ với anh chị gì là leader các cái cổ phiếu đầu ngành nó sẽ bật và nó bùng nổ nó tăng trước vì tại sao vì tại đó tổ chức cá mập và nhà đầu tư lớn người ta biết trước được thị trường này sẽ ok và từ đó nó sẽ đánh trước nhưng chúng ta nhìn ở bên ngoài chúng ta sẽ thấy cực kỳ xấu ví dụ FTS đặt mình mua được có FTS cây này nè sau đó bên đây mình gia tăng là mình mua hai chỗ này lên đây mình chốt lời anh chỉ biết là bao nhiêu phần trăm anh chị lời được tới cận là nếu mà ai mà giữ được cao nhất là 56 phần trăm còn để bình thường bên quay bán chỗ này nè lời được 40 mấy phần trăm 40 tới 45 phần trăm là bên mình mua có FTS đây nè và anh chị thấy chỗ này không khi à, anh chị thấy không qua đây thị trường sập nè anh chị thấy không sau đó thị trường này chỉ tăng nhẹ cái khúc này thôi nè, tăng nhẹ mẹ tới tăng vượt đỉnh đó anh chị thấy không qua đây thậm chí thị trường mình còn sập nguyên tháng tư đây quay sẽ cho anh chị mình coi nha đây có phải là giai đoạn tháng tư của thị trường mình không nè giai đoạn tháng tư nè bắt đầu từ là năm tháng tư cho tới cái cây này là 26 tháng 4 là 30 tháng 4 nè anh chị thấy không? Nguyên giai đoạn điều chỉnh và cực kỳ tích lên lũy cực kỳ gì cực kỳ tan nát của thị trường mình luôn nó sập liên tục nè anh chị thấy không? Thì chị coi lại cổ phiếu FTS lúc đó đi thì nó lại tăng nè chị thấy không? Quá không? Đó, thì cái đó là cái điểm tích cực khi mà hành khoản hấp, khi thị trường đang tích lũy mọi thứ đều ok. Thì bên trong vẫn luôn luôn có các cổ phiếu bùng nổ và tăng tiếp, luôn luôn có các leader bùng nổ và đi lên để dẫn ra một cái gì đó mà nhà đầu tư chúng ta vẫn còn ngồi đó. Nghi ngờ à, anh chị lưu ý nha. Nghi ngờ thì nó mới tăng, tăng trống, nghi ngờ. Nhưng quan trọng bây giờ anh chị nhìn lại bên đây. Anh chị sẽ thấy có cái điều đó diễn ra. Trước mắt quan thấy với anh chị đó là hành khoản hấp là không có nó không thanh khoản hấp lạc không có điều đó diễn ra mà là gì mà là cái điều đó là bùng nổ lên toàn xịt bùng nổ lên toàn xịt bùng nổ lên toàn xịt luôn nha bùng nổ lên Nè, bùng nổ đây có phải bùng nổ lên không? Xịt đúng không? Thì mình sẽ không đề cập tới cổ phiếu VCI vì nó chỉ cổ tức thì chúng ta có thể bỏ nó qua. Nhưng chúng ta phải đề cập tới những con khác ví dụ là Hòa Phát bây giờ là lũng đáy chưa? Tất cả những ai mua trong cây này hiện tại đang lỗ bao nhiêu phần trăm qua chỉ hỏi với anh chị một điều đó thôi. Tất cả những ai mua trong cái giá 26 tính ra là đu lại cái đỉnh đúng y hệt luôn đúng không? Là từ đây xuống đây lỗ bao nhiêu phần trăm? Lỗ cũng phải gần 5% rồi. Đúng không? Rồi tiếp tục hoa sen hay thế nào đi? Hoa sen đi chị không? nè hoa sen nè từ đây xuống đây đo xương xương cũng lỗ nhiều rồi đúng bốn phẩy năm phần trăm rồi đúng không rồi tiếp tục anh chị nhìn vào cổ phiếu gì cổ phiếu bất động sản đi anh chị thấy là từ cái phiên bùng nổ lên tới đây nè thì tới bây giờ dù là đất xanh nó hồi lên mạnh thì chị vẫn lỗ chứ anh chị có về bờ đâu à, chưa kể là anh chị thấy như thế này đúng không anh chị thấy như thế này rõ ràng anh chị nhìn vào anh chị đều thấy hay là gì hay là novaland đó cho anh chị mình coi rất là nhiều cây ví dụ luôn rất rất là nhiều cái ví dụ luôn để anh chị mình hình dung được anh chị thấy gần đây nhất chúng ta cũng có con kdh các nhà khang điền á kdh anh chị thấy nè đây cũng có những cái pha bùng nổ câu hỏi đặt ra tại sao thị trường này nó không ra được các cổ phiếu leader trong giai đoạn này chúng ta vẫn đang ngồi chờ bản thân anh chị đều biết hệ thống bên mình đầu tư các cổ phiếu leader rất là khỏe trên thị trường nè qua cho anh chị mình coi có gì đâu mà phải giấu đó không nè anh chị hãy đang được năm con lỗ rồi năm con lỗ rồi thị trường giảm gần 50 điểm rồi cũng đã có lỗ đúng không cũng cả có lỗ không hề không có à, mình đã hạ bớt con vinamilk nè vinamilk hôm thứ sáu có biến là bình mình bán luôn nè đó mình chị thấy nè b là lỗ không phẩy hai trăm mbs lỗ không phẩy bảy trăm mbb lỗ hai trăm liên việt lỗ ba trăm đúng không masan lỗ hai trăm có lộ không có nhưng anh chị mình để ý danh một bên mình toàn là cổ phiếu gì frt mã masan bid fpt liên việt mb ctg còn có một trăm luôn mbs BLITNG, anh chị thấy là cổ phiếu bên mình toàn là cổ phiếu lớn không toàn là cổ phiếu lớn cổ phiếu đầu ngành nhưng cũng không có cổ phiếu nào bùng nổ và tăng được anh chị lưu ý nha không có cổ phiếu nào bùng nổ và tăng được mà nó luôn luôn dính vào cái trạng thái đó là gì đúng chúng ta nhìn vào cổ phiếu chúng ta thấy nó tăng đây, ví dụ như anh chị mình nhìn ở đây à, bấm À, anh chị thấy nè khi anh chị nhìn vào nợ ở đây anh chị sẽ thấy cổ phiếu này tăng hay giảm dạ? khi anh chị nhìn vào cái hình này ở đây anh chị sẽ thấy thị trường và cổ phiếu nó tăng đúng không anh chị nhìn vào anh chị sẽ thấy phát đạt tăng hai trăm anh chị nhìn vào anh chị sẽ thấy đất xanh tăng bốn phần trăm năm phần trăm anh chị nhìn vào anh chị sẽ thấy hcm tăng một phần trăm nó anh chị nhìn vào chị sẽ thấy và chị thấy rất là ngon rất rất là ok mọi thứ vẫn tốt mà em tuy nhiên đây chỉ là cái anh chị mình đang nhìn về cái giá trị Chứ anh chị mình có bao giờ anh chị mình mở đồ thị không? Qua nói thiệt với anh chị thật ra khách hàng bên quan thì sẽ mở rất là nhiều vì quan đều chia sẻ với anh chị hàng ngày và phải coi đồ thị, phải phân tích, phải suy luận cổ phiếu từ đó đưa ra các quyết định đầu tư cho nó ok. Tuy nhiên phần lớn nhà đầu tư trên thị trường quan thấy một cái điểm chung đó là anh chị chỉ hay xem cái bảng giá chứ anh chị mình không có không có mở lên cái đồ thị chị soi mói kỹ đâu đúng không? Anh chị có làm vậy không? tính ra anh chị mình làm rất ít đúng không và nếu anh chị mở ra thử anh chị nhìn vào anh chị sái thật ra bản chất cổ phiếu nó không có lên bao nhiêu dù phát đạt anh chị mình nhìn anh chị kéo anh chị coi như thế này nè anh chị thấy bản chất nó có lên đâu đó, à, chắc nó vẫn đi vòng vòng trong đây vừa dù hai ba tháng vừa qua rồi đúng không nhầm nhầm một tháng vừa qua chứ một tháng từ bên đây nè cho tới hiện tại chị thấy nè từ ngày bao nhiêu 21 tháng 8 tới bây giờ là 13 tháng 9 rồi hơn 3 tuần rồi đúng không thì chị thấy nó vẫn đi vòng 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 trong đây đó vẫn vòng vòng trong đây mua vào đa phần đều đều lộ à, mua vào đều lộ và À, thậm chí là mua rất cao còn lỗ rất là nặng đúng không anh chị nhìn cổ phiếu VSD anh chị nhìn vào anh chị thấy nó đang xanh nhưng anh chị mở ra anh chị thấy như thế này anh chị thấy hết hồn chưa quá wow, thì quá, anh chị hết hồn chưa từ cái ngày 19 tháng 8 cho tới hiện tại xuống đây lỗ cũng sương sương qua đo cho anh chị mình coi nha VIX nè à, va VIX nè anh chị nhìn vào anh chị thấy nha đây là gì anh chị nhìn nè từ đây xuống đây anh chị lỗ sương sương bao nhiêu trăm chín trăm thôi chị và nó hiệp với anh chị sương sương chín mười trăm bsi nè mấy ngày trước anh chị nhào tư chúng ta nhìn vào anh chị đều thấy một điều đó gì nó rất là đẹp ở ngay chỗ này nó hình thành một cái mô hình đó mà mọi người hay nói với anh chị đó gì đó là mô hình vai đầu vai đúng không anh chị thấy chỗ này có phải mô hình vai đầu vai không rất nhiều người nói với anh chị chỗ này vai đầu vai nhưng chị coi lại coi một tháng vừa qua từ trên cái cây có biến nè điểm lạ nè vào ngày 19 20 tháng 8 có chia sẻ anh chị rồi chưa chia sẻ rồi đúng không và từ cái ngày đó cho tới hiện tại đo xương xương coi anh chị lỗ bao nhiêu trăm lỗ có 800 thôi nếu anh chị mình mua đúng cái cây mà anh chị nhận định là vai đầu vai thì từ trên đây xuống đây chị xương xương nếu mà lúc cao trào nha lỗ tám trăm đúng không thì anh chị thấy nó ngộ không đó là cái trạng thái mà nãy giờ mình cố gắng chia sẻ với anh chị dù là thanh khoản của thị trường hấp nếu mà xét về mọi thứ nó rất tốt đúng không nếu mà xét về cái đau son anh chị hãy đau son thậm chí vượt đỉnh luôn đó, thậm chí là đau son sắp vượt đỉnh rồi đó thì anh chị thấy không? mọi thứ tại vì mọi thứ là gần như không thể ủng hộ là cái thị trường mình sắp nhưng mà chúng ta phải bóc tách ra chúng ta phải nhìn ra à, tại cái thanh khoản áp nè nó đang có những cái vấn đề gì giờ? À, và tại sao nó không có những leader để bùng nổ tăng ví dụ chị nói có SBT cũng là cổ phiếu leader vậy em ủa leader gì anh chị đây là một trong những cổ phiếu gì thanh khoản bé và thậm chí nếu tính đó là cổ phiếu penny được không ủa giá có 10.000 11.000 12.000 phải penny chứ gì đúng không có những lúc xuống 11.000 luôn vậy thì có phải đây là cổ phiếu thanh khoản thấp không nó có đại diện được cho thị trường không không có đúng không giá trị nó rất là hấp anh chị coi có SPT bùng nổ như vậy đây là qua nói với anh chị là đây là đang bùng nổ rất lớn nha anh chị bấm vào anh chị coi giá trị giao dịch của SPT là 71 tỷ vâng giá trị giao dịch của một phiên bùng nổ lớn của cổ phiếu phải nói là rất lớn luôn 71 tỷ vậy anh chị coi thử xương xương nha xương xương cổ phiếu CTG giao dịch bữa thứ, thứ 6 là giao dịch bao nhiêu 120 tỷ nè anh chị thấy không đây là giao dịch thanh khoản hấp nè anh chị thấy không thanh khoản đó nè nó rất là hấp luôn nè chị thấy không Tới giờ, chị nhìn vào đi đây là giao dịch phải nói là kiệt quệ về thanh khoản mà nó giao dịch một trăm mấy chục tỷ hai chục tỷ vậy bình thường nó phải giao dịch hai ba trăm tỷ đúng không rồi chị tiếp tục nè thì vì nhìn cổ phiếu MBB đi quân đội nè cũng là 105 tỷ anh chị thấy không đây là những phiên không có người giao dịch mà đã đó 105 tỷ đó anh chị đúng không là phải nói là gì phải nói là cực kỳ cao chứ không phải là cực kỳ hấp mà nó cũng có thể giao dịch được những cái mức độ đó hòa phát là bao nhiêu đây hòa phát là 311 tỷ dù là một phiên giao dịch thanh khoản hấp à, thanh khoản hấp mà nó vẫn 310 mấy tỷ vậy chứng tỏ những cổ phiếu như là con gì con SBT hay là con BAF nó có đại diện được cho thị trường không anh chị? Nó có đại diện được đây là một leader không, không hề. Đúng không? Nó qua Nói thiệt với anh chị không hề. Nó những cổ phiếu có game riêng, có deal riêng thì ok. Nó là cái riêng của một mình thôi, chứ nó không thể đại diện cho tổng thể cái thị trường này được. Không thể đại diện cho thị trường này được. Và bây giờ chúng ta quay lại yếu tố ban đầu đó là thanh khoản hấp là tốt hay xấu đó chúng là thanh khoản hấp này là một điều tốt và một điều tốt cho cái thị trường chung nhưng nếu chúng ta bóc tách ra chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy một điều đó là qua các chu kỳ khi thanh khoản hấp và khi thị trường tích lũy lại hay sao thì hơn bên trong sẽ có các cổ phiếu leader các cổ phiếu lớn như FTS ở giai đoạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2023 tăng lên À, như gì? Như RVR năm tháng 1, tháng 2, năm 2024 tăng lên đúng không? Hay là CTGMBB hay là bên đây có MBS, CSV đâu đó à, CSV là đoạn này đúng không? CSV là đoạn này Nói chung là sẽ có rất nhiều à, Bên đây là Vinamilk đúng không? Anh chị nhớ bên đây là Vinamilk tăng Rất là nhiều cổ phiếu sẽ là leader và rất là nhiều cổ phiếu sẽ bùng nổ và tăng lên Thì đó là cái giai đoạn thanh khoản thấp và điều kiện tốt, mọi thứ đều ok Tuy nhiên bây giờ anh chị nhìn vào chị thấy đó là gì? Đó là thị trường chúng ta hiện tại thanh khoản cực thấp, cực cán nhãn, cực ô cực gì, cực là tiêu cực luôn. À, mọi thứ nhưng mà mọi thứ vị mô nó vẫn là tốt, đúng không? Mọi thứ vị mô nó vẫn tốt nhưng mà nó lại không có cổ phiếu bùng nổ tăng lên. À, nó lại không có bùng nổ tăng lên mà nó có bùng nổ nhưng nó bị bán ngược. Thì quan kết luận với anh chị ở đây, đây không phải là một giai đoạn để chúng ta tự tin là vùng này sẽ là vùng gì? Vùng an toàn của thị trường và nó sẽ dừng lại tại đây, hoàn toàn nó có thể họ thêm cho anh chị một lần nữa chung dưới đây là hoàn toàn có thể không hoàn toàn cái điều kiện này có thể diễn ra ví dụ như anh chị nhớ là gì mỗi lần Dow Jones tăng thị trường mình FOMO là nó sập chứ nó đâu tăng đây cho chị mình coi nha gần đây nhất chúng ta sẽ thấy đây nè đây chị thấy chỗ nào đây là thị trường Dow Jones này phải không thị trường thế giới nè và chị thấy thị trường thế giới khi mà nó tăng mạnh đi anh chị nhìn thử chỗ này đi anh chị thấy đây thế giới tăng mạnh vượt đỉnh này anh chị không thị trường chúng ta chỉ hồi nhẹ sau đó sập bằng xác đúng không thị trường chúng ta hồi nhẹ sau đó sập banh xác ở đây anh chị thấy cái khúc này nè son nó cũng lên nó test lại đỉnh đúng không thị trường mình sập bằng xác anh chị thấy chỗ này không nó rất là chua nó rất là tiêu cực anh chị thấy chỗ này không son ở trên đây nó tăng liên tục này anh chị không son tăng kinh khủng quá anh chị tăng, tăng kinh khủng siêu đen thì việt nam chúng ta ở đây đi ngang à, thì việt nam chúng ta ở đây đi ngang nên chúng ta không thể so sánh các thị trường này giống nhau à, mỗi một nước mỗi một quốc gia nó sẽ có cái gì điều kiện bối cảnh và à, cái bên trong chính sách vĩ mô nó khác nhau chưa kể là đậu john ví dụ anh chị nhìn vào đây anh chị thấy, đó là đây là một thị trường gì một thị trường lớn nhất nhì thế giới đúng không và nó giao dịch nghịch khung giờ với chúng ta ví dụ anh chị ở đây anh chị mình nhìn vào Dow Jones thì có phải khi anh chị nhìn vào là trong đêm và khi anh chị nhìn vào trong đêm thì sao thì có phải lúc đó thị trường mình nó rơi không chứ nó đâu tăng đâu vì sao vì lúc đó đó chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy được một điều là thế giới đang tăng và khi thế giới đang tăng chúng ta sẽ nghĩ một cái điều tích cực là Việt Nam sẽ tăng và khi Việt Nam sẽ tăng thì buổi sáng nó sẽ phô mô và khi buổi sáng phô mô thì thì đương nhiên anh chị thấy rồi đó là nó bán đúng không nó lại bán tại vì sao tại vì tổ chức lái và cá mập theo anh chị nó có phải con người không nó có coi được đâu son trong đêm không ồ hiển nhiên chứ sao đúng không nên chúng ta không được xét cái yếu tố này luôn lưu ý nha nó là yếu tố con dao hai lưỡi rất cao rồi và quay lại trở đây bên với thị trường mình à, thì nói chung á với mọi thứ như thế này rõ ràng thứ hai có thể nó sẽ tăng lên nhưng chị đều thấy nhưng vì sao cứ tăng lên cứ bùng nổ là bị bán xuống đúng không cứ bùng nổ là bị bán xuống thì thế lực nào đang bán xuống thế lực nào cứ xả xuống như thế này chứ sao tại sao cổ phiếu không tăng đúng không thì với những cái đó yếu tố đó họ tụ lại ra à, hay là mình coi CSP đi thêm cái tiền đi nè thứ sáu có vài phiên thứ năm tăng 5% phần trăm không nè thanh khoản lớn nè xả ra nè đúng không BFC đi vì sao thanh khoản rất lớn bùng nổ lên nào đây là thanh khoản rất lớn bùng nổ lên lại bị bán ngược về xét tham chiếu tăng 5% phần trăm về tham chiếu đúng không DCM DBM cũng có không có nhưng mà đang cố gắng lên lại nhưng cũng chưa lên được bao nhiêu chưa xác nhận được đúng không DBM cũng vậy luôn nè anh chị thấy nè đây đúng không tăng rất mạnh đang cố gắng giật lại nhưng không dùng tiền nói chung đây là những cổ phiếu bùng nổ gần đây và kết luận thôi quay lại đây kết luận đi thì với những cái điều kiện này nè qua đánh giá là thị trường này vẫn chưa ok đâu thị trường này nó vẫn đòi hỏi anh chị cần phải làm gì giữ một cái đầu thật là lạnh lưu ý nha giữ một cái đầu thật là lạnh với nó nếu nó tăng thì nó phải có gì nó phải có các cổ phiếu leader các cổ phiếu thể hiện được là tại đây tôi lái tổ chức và cá mập đã biết được thị trường này đã ok và tôi phải đổ tiền rất mạnh để đưa các cổ phiếu nó bùng nổ đi lên dù thị trường này chưa tăng mạnh lưu ý nha thị trường này chưa đi lên thị trường này vẫn còn xe quay thì các cổ phiếu nó phải bật lên ở tại trước nó phải có những cái dòng tiền rất lớn vào nó phải có những cái gì nó chỉ có những cái điểm xác nhận. Hay từ đó chúng ta đầu tư nó sẽ gì? Nó sẽ an toàn, nó sẽ hiệu quả và nó sẽ ngủ rất là ngon vì chúng ta có dòng tiền tổ chức, dòng tiền cả mập nó bảo kê chúng ta. Còn nếu không có điều đó, chúng ta vẫn phải gì? Tiếp tục thi hành cái chính sách mà quả chia sẻ với anh chị rất nhiều rồi từ cả tháng nay đó là chính sách gì? An toàn, hiệu quả và ngủ ngon, an lành đó. Nói chung là an lành đi. Đây. À, mình sẽ nói từ tốn, chờ đợi, kiên nhẫn và tâm phải tịch. Mình vẫn thi hành chính sách này với anh chị nhà đầu tư chúng ta. Một cái chiến lược đầu tư là một tháng vừa qua từ trên đỉnh này nè. Từ trên cái vùng bên đây nè. Mình vẫn thi hành điều đó tới bây giờ. Đó là gì? Thứ nhất, chúng ta chỉ giải ngân và cầm vào các cổ phiếu blue chip. Các cổ phiếu rất lớn trên thị trường. Để chi? Để chúng ta có cái biên độ biến động lại nhỏ nhất trên thị trường. Khi thị trường có biến, khi thị trường sập nè thật sự nó cũng sập và nó có biến này đúng không thật sự nó cũng sập và nó có biến và quan đo cho anh chị mình coi anh chị đã thấy có rất nhiều cổ phiếu lỗ từ 8% phần trăm tới 10% phần trăm tới 15% phần trăm đúng không khi chúng ta mua trúng cái vùng đỉnh này chúng ta mua trúng cái vùng cao trào này đa phần anh chị đều lỗ từ 7, 10, 15 phần trăm trở lên hay chúng ta hi hành chính xác đó cho tới hiện tại chấp nhận cho anh chị mình coi luôn hồi nãy nó nói với anh chị cho anh chị mình coi luôn thì đó từ đó tới bây giờ anh chị lỗ mười mấy phần trăm rồi bên quan chị bao nhiêu lỗ 2% tới bây giờ là rất tiêu cực rồi nha. Lỗ 200 con này lỗ 300 mà đã bán 50 trăm rồi nè nó con này lỗ trăm nó con này lỗ nhiêu con MBS này lỗ trăm con này lỗ 0,2% con này lỗ trăm đúng không là bên mình chỉ lỗ rất là nhẹ và bên mình vẫn có lời bình thường nhưng không phải giao dịch gì quá nhiều vì mình chỉ đơn giản đó là mình lựa các cổ phiếu blue chip các cổ phiếu lớn nhất trên thị trường và mình thấy được cái thị trường này không ok thì mình cứ giải ngân vào mình mua những con đó thì mình sẽ làm gì nếu thị trường này ok tăng tiếp thì sẵn sàng thị trường cổ phiếu, theo anh chị thấy, nếu thị trường mình tăng tiếp mở BlueG, nó có tăng không? nó thiệt với anh chị, nó sẽ tăng ngay. Vì sao? Vì lúc đó, có phải đây là cổ phiếu bán lẻ mạnh nhất thị trường chúng ta, mạnh nhất nước Việt Nam chúng ta không? Đúng không? Và có cái chuỗi hệ thống gì? Bây giờ, ví dụ anh chị thấy nó được hưởng lợi cái gì? Nó được hưởng lợi về iPhone 16 Pro Max sắp ra trong hàng chính này. Không? và gì nữa và bách hóa xanh cho cái miền bắc chúng ta ví dụ như là coi như là tăng cái nguồn là gì cái nguồn thu nhập rất là lớn nó lợi nhuận sẽ cỏ rất là lớn nhu cầu sẽ rất là lớn đúng không thì đó là bách hóa xanh nữa không thì nó có lực lợi thế không hay là FRT là đơn vị cung cấp và bán hút nhà hút lớn nhất là gì à, hiện tại qua nói thiệt với anh chị hay qua cảm giác nha FRT là lớn nhất Việt Nam đó. tại vì anh chị thấy anh chị đi đâu cũng có nhà hút Long Châu đúng không à, còn có gì FPT shop nữa. không cũng là có iPhone 16 đó không thì anh chị hay nói ok nó cũng rất là ok luôn hãy chúng ta cầm những con này hay là ngân hàng chúng ta cầm hẳn con ctg mạnh nhất nha mạnh nhất ngành ngân hàng một con quân đội cũng chả kém gì đó một con quân đội cũng chả kém gì có thanh khoản đang siết lại rồi đúng không thì chúng ta đang cầm thì chúng ta cứ gì cứ hội mái chúng ta nắm giữ nếu thị trường này tăng tiếp bắt buộc nó phải chọn những hàng này là những hàng kéo để đưa cái chỉ số chúng ta hồi phục lại để đưa cái tâm lý nó ok lại chứ chẳng lẽ đi kéo những con kia thật sự xác sức này nó không cao đó, thường thường anh chị thấy khi mà bắt đầu xu thế nó sẽ kéo trù sau đó kéo mít cáp sau đó lại kéo trụ và nó kéo bên đi sau đó nó sập đó là cái quy trình của thị trường đúng không thì chiến lược của mình đặt ra là mình mua và mình giữ hàng như vậy và khi vi phạm chúng ta chỉ cần cắt lỗ duy nhất một lần lưu ý nha chúng ta chỉ cần cắt lỗ duy nhất một lần chứ không phải bán mua bán mua bán mua vừa mua xong cái rớt đúng không bán mua bán mua và bán mua liên tục như thế này lỗ một phần trăm lỗ hai phần trăm lỗ 10 lần hai chục lần cộng lại cũng bao nhiêu phần trăm cũng hai ba chục trăm đúng không trong cái giai đoạn thị trường chỉ đó chuyện thiệt với anh chị anh chị mà đầu tư theo chiến lược này anh chị ngồi yên anh chị có mất gì không anh chị đâu có mất gì đâu đúng không anh chị cứ ngồi yên thôi anh chị có thể nói vậy nếu em phân tích nãy giờ cho anh chị mình thấy như thế này vì sao em không tư vấn anh chị mình cầm tiền đi mà lại em lại tư vấn anh chị mình mua cổ phiếu rồi chúng ta phải ngồi đây chúng ta phân tích thì qua đó với anh chị không có cái cửa nào mà anh chị cầm tiền đâu. Hãy thực tế lên đi. Hãy hiện thực lên đi. Không. À anh chị thấy có kích thích mua không? Và nói với anh chị những cái kích thích mua gần đây nhất thôi. Đó là gần hôm đây nhất chúng ta sẽ có cổ phiếu phát đạt tăng 4% tại đúng cây này không? Anh chị nhớ hôm đó rất nhiều anh chị nhắn tin hỏi qua mua cổ phiếu không? Gồm cả những anh chị full tiền, anh chị cũng hỏi bây giờ onin in được không em? Bất động sản vào sống rồi đúng, thiệt đúng không? Anh chị vừa mua xong nó rớt ngay chỗ này thôi nè. Là anh chị em âm 900, đúng không? Anh chị nhớ không? Đây là phát đạt. Rồi đầu tiên, đây là cơn sóng dự thứ nhất. Cơn sóng dự thứ hai chúng ta đến từ cổ phiếu Hòa Phát. Không nè, đây là cái cây tăng bao nhiêu ba phẩy mấy phần trăm đúng không bùng nổ lên nhà tư chúng ta nói ơi miền bắc bị bị hiện tại nè Thì thép đồ tôn mạ đồ các thứ đó, nó sẽ lên ngôi vì người ta cần sửa chữa người ta cần thế này thế kia và kết quả chị đu vào và kết quả chị lỗ 500 đây là chồng chưa tính nó có giảm được hay không không nữa hay không đó là chị đã lỗ 500 rồi đó không anh chị thấy sao rồi tiếp tục anh chị thấy gần đây nhất chúng ta lại có gì chúng ta lại có đa bắc cô bên đây nè đu râu cái cây này, đúng không hàng về bên đây lỗ nhiêu qua chị đo xương xương cho anh chị như thế này thôi nha lỗ 500 600 nè chị thấy không? Bây giờ đang hồi lại nhưng rõ ràng đã lỗ. Nếu mà đù vô đúng không? Rồi tiếp tục chị thấy con gì? Đó thì đơn giản thôi CV. Nè chị nhìn CV không? Nè cái cây này bữa tăng 500 nè chị Bùng nổ khối lượng vào vậy thì quan hỏi chị ai bán đúng không? Ai bán? Rồi chị nhìn con gì? Con BFC đi. Bao nhiêu lần rồi cứ bùng nổ lên là bị xả banh sát đó, à, bị xả banh sát luôn. Chị thấy cây nè, à, tăng 5% mà bị xả, bây giờ đang test lại rất đẹp mà không biết có lên được không? Lên thì nó ok mà lỡ nó không lên nó hết sao? À, nè cây này cũng tăng 5% đó anh chị thấy sao đúng không nói chung rất rất là nhiều rất rất là nhiều và gần đây nhất chúng ta có bờ thứ sáu nha qua nói thiệt với anh chị là bờ thứ sáu chứ đâu mới gần đây thôi đó là hcm tăng ba trăm lúc đó anh chị nói rồi hcm lên ngon quá rồi em dòng tiền vào tốt đó rồi em đi mua chứng khoán nào được em vào mua hcm không em Thời trường rất ok đúng không anh chị mình cầm tiền hẳn ra chị cũng không chịu nổi anh chị lao vào đó và khi anh chị lao vào xong rồi nó xả lại liền nó xả lại liền và nó cục đầu ngay đây bây giờ anh chị thấy sợ chưa đó và anh chị thấy nói là gì cầm tiền rồi mà chị nói thiệt với anh chị nha không có cửa nào để cầm tiền cả đó không? có cái cách nào để cầm tiền cả thì đó là cái chiến lược bên ngoan đó là gì chúng ta đặt ra cái quy tắc là tại sao nó xấu như vậy và khi xấu như vậy qua đưa cho anh chị mình mua những con này để anh chị để anh chị vào đây anh chị giữ hàng anh chị giữ cổ phiếu và khi anh chị giữ hàng anh chị giữ cổ phiếu anh chị sẽ không có tiền để anh chị mua con khác gọi là cái nhu cầu mua của anh chị nó sẽ giảm xuống và chị chị cầm anh chị cảm nhận về thị trường ví dụ chị cầm cái FPT đi năm mươi trăm hàng nè anh chị cầm nó thật ra anh chị vẫn lời không anh chị vẫn ok anh chị tài khoản anh chị vẫn lên được bình thường đúng không và quay dẫn giữ năm mươi 200 hàng của FPT và chứ nó vẫn lên lại được nè anh chị thấy không? Nó vẫn lên nó vẫn đi ngang bình thường, anh chị vẫn có cái cảm giác là lên xuống cùng thị trường. Anh chị vẫn biết được thị trường này nó khó khăn, nó chán nản, nó ức chế trong hèm à, trong chán ngoài hẹp liên tục liên tục và liên tục đúng không nhưng chúng ta sẽ không có cái hiện hại nào cả chúng ta thậm chí vẫn lời bình thường tài khoản của quang bây giờ đang cầm các cổ phiếu trong đây mình cầm random thôi à, random là năm sáu cổ trong đây thì mình vẫn lời bình thường chứ mình đâu có lỗ đâu tại vì sao tại vì đơn giản thôi cổ phiếu mình tốt đúng không đúng những cái con khúc sao anh chị thấy lỗ lỗ nè nhưng đâu có nghĩa là chúng ta cầm full con lỗ đúng không chúng ta cầm bạc bốn năm con đầu thôi chỉ cầm năm con đầu thôi thì có thể anh chị có lỗ không đúng không ví dụ anh chị cầm hai con đầu và mấy con sau anh chị cũng hòa vốn chứ làm sao anh chị lỗ được đúng không trong khi người khác đã lỗ mười mấy phần trăm rồi đó thì qua nói với chị đó là cái chiến lược đúng không và bây giờ như qua chia sẻ với anh chị quay trở lại bản tin này đó là chúng ta thì bây giờ nó kẹt kẹt như thế này nè nó dở dở hơn rõ ràng thanh khoản thấp là tốt rõ ràng đau son xăng là tốt đúng không rõ ràng cắt chơi mọi thứ chỉnh sách đồ này nọ nó là tốt nhưng tại sao nó không tăng mà tại sao nó cứ kéo lên nó đạp xuống là đây là cái gì một cái nghịch lý và cái nghịch lý này nó còn không có cổ phiếu leader nào bùng nổ và chạy lên thì nó kẹt đúng không mà nó kẹt như vậy mà bây giờ chúng ta phải làm sao chúng ta phải chờ leader chúng ta phải giữ hàng chúng ta phải có hàng trên thị trường để chúng ta cảm giác thì đó đơn giản thôi chúng ta vẫn tiếp tục giữ như thế này vì sao vì chúng ta nhìn vào, chúng ta đều hãy danh mục bên mình đang nắm giữ hoặc là chia sẻ hướng dẫn anh chị mua liên tục. À, hoặc là có hàng thì dự. Đó là gì? Đó là điều là những cổ phiếu leader, những cổ phiếu blue chip đầu ngành và lớn nhất trên thị trường này. Thì đơn giản chúng ta cứ dự. Và khi chúng ta giữ nếu trường hợp thị trường mình tăng tiếp có phải quan và anh chị nhào tới chúng ta chiến thắng không? Vẫn là chiến thắng bình thường, đúng không? Và nếu thị trường tại đây như qua nói với anh chị cái những cái kè 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 nè mà nó dẫn đến một cái nhịp sập nữa đi, xuống 1 1.100 hai mươi đi nếu trường hợp nó xuống đây đi anh chị mình có lỗ nặng không thật ra anh chị cũng không lỗ nặng đúng không anh chị có thể bán hoàn vốn anh chị có thể bán một lần một anh chị hót ra cho mở có lúc lại năm sáu nhưng bây giờ bán ra cầm năm sáu tiền lời sau đó anh chị gập hết vốn vào anh chị đi mua đi và nói thiệt với anh chị có chắc anh chị không làm điều đó không? thật ra rất nhiều anh chị đều nói uh, mua đúng không ví dụ anh chị gập và chị mua ra đây chị chốt lời mở bây sáu trăm chị mua vào đây mua xong cái nó rớt đây lỗ mười mấy trăm vậy công như cũng mất công giả tè. đó công giả tràng thậm chí còn lỗ thêm rất là nặng Vậy thôi, chúng ta không cần thiết phải làm điều đó. Mà chúng ta cứ giữ thôi. Nếu xui sẹo, nếu hòa vốn, nếu lỗ 2 trăm cho tổng NV, chúng ta có thể xác định là một điều là gì? Bán hoặc hót hẹt. Ví dụ mô hình vai đầu vai, nè, vai đầu vai gì đó. À, vai nè, đầu nè, vai nè. Ví dụ như có mô hình này đi. À, anh chị mình đang kể hôm dài đó. Ví dụ cho có mô hình đầu vai đầu vai hụt và thị trường mình vào đâu trên thật sự luôn đi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu đúng không anh chị cao lắm thì hòa vốn lỗ nhẹ hốt ra và chúng ta sẵn sàng chúng ta ngồi chúng ta gì chúng ta rình chúng ta chờ đợi chúng ta mua tiếp chúng ta chờ đợi chúng ta bắt đáy ví dụ như đợt đó mình bắt đáy bên chị với chị cũng biết gì FTS mình bắt ở đâu mình bắt ở đây nè lúc âm hai phần trăm mình báo chị vào đây bắt đáy và bắt xong ăn lên đây mình chút lời cũng lời được mười mấy hai chục trăm đúng không đấy FTS nè bvs cũng tương tự nè mình bắt ở đây nè lên đây mình bán hết rồi mình không ăn được cây sao nhưng mà mình ăn tới đây thôi không ừ, rvr hả à. tương tự mình bắt rất là nhiều cổ phiếu đúng không anh chị có nhớ hôm bữa đó hôm đó rvr đó à. mình bắt ở đây nè lên đây mình bán nè rồi cts nè bắt ở đâu bắt ở đúng ngay cái đấy này luôn nè lên đây bán nè đó à. vậy thôi đơn giản đúng không nhưng mà chúng ta gì có sự hiệu quả phải không chúng ta bảo toàn được dòng tiền và lúc nào chúng ta cũng có thể lựa chọn là hít thì vào không hít thì nước ngoài không thì chúng ta có chủ động là hòa thì hót ra rất là ok, rất là nhẹ nhàng là gì? An toàn, hiệu quả và ngủ ngon chứ không phải những phiên này chúng ta ngồi chúng ta kỳ vọng. Chúng ta kỳ vọng xong nó trả tăng sau đó chúng ta nói thị trường nó kỳ vậy em. Thật ra nó không có kỳ mà chỉ là chúng ta xác định sai cái chu kỳ của thị trường. Chúng ta không nhận ra được những cái điểm gì đặc biệt bên trong luôn ấy nha. Nãy muốn chia sẻ với anh chị rất nhiều đó là những cái điểm đặc biệt bên trong mà mình cũng thấy nó rất là cấn. Đó thì khi nó cấn như vậy chúng ta đơn giản con nào không ok bạn bớt. Ví dụ nó nói với anh chị Vinamilk thứ 6 mình bán rồi thứ sáu mình bán qua nói với anh chị nhà Vinamilk rất ok đúng không anh chị rất ok nhưng mình không biết tại sao sáng thứ sáu mở cửa ra nó lũng mất cái giá mà mình stop loss với anh chị là 74.3 ở đây nè nó mất cái này là buổi sáng qua kia anh chị mình bán là bớt ngay chỗ 74 là lúc đó mình bán anh chị 74 là anh chị là, là chị mình sao là anh chị mình vẫn lời nhẹ đúng không buổi chiều tiếp tục nó xuống đây nè. À, và bạn thấy nó không hồi được luôn lúc đó là âm cỡ một 7 bảy trăm thì mình nói với anh chị bán hòa một lại nhẹ ra luôn thì bán xong sao bán xong hot hàng cú giờ đạp tiếp nên anh chị không và bây giờ ra tin này chứ Mình không biết nó đúng sai. Mình chỉ biết một điều đó là gì? Cổ phiếu có biến, có vấn đề. Mình vẫn đang hòa vốn. luôn ý nha. Mình vẫn đang hòa vốn chứ mình có lỗ đâu. Mình không hề lộ. Đó, mình không hề lộ. Mình vẫn đang hòa vốn thì sao? Thì mình cứ hót hàng và mình cầm tiền, mình chờ đợi. Sẵn sàng bán. Chứ không phải mình nói với anh chị điều gì. Chứ không phải là nói với anh chị đây là thị trường hấp. Thị trường hấp, khối lượng hấp, mọi thứ tốt. Anh chị cứ mua và anh chị giữ thoải mái đi. Không, nó sập cũng không sao đâu. Và lỡ như nó sập hiện sao? và đó câu hỏi chị thấy là nè lỡ như sập thiệt ví dụ chị thấy nè lỡ như sập thiệt như này sao chúng ta tự tin quá thì chúng ta sẽ tự gì tự giết bản thân mình đó tự giết bản thân mình đầu tư là chúng ta phải phù hợp với từng giai đoạn từng cổ phiếu quá à, thì đấy là những cái qua chia sẻ với anh chị ở đây và cũng là cái chiến lược đầu tư qua sẽ hướng với anh chị trong giai đoạn kế tiếp vẫn như cũ hơn chị an toàn à, nè đọc lại câu này cho nó cho nó vần chút nha đọc lại đi đó là gì từ tốn chờ đợi kiên nhẫn và tâm phải tình tiếp tục là giữ các cổ phiếu hiện tại nếu có cổ phiếu nào đẹp đẹp qua sẽ thông báo cho anh chị mình mua và gom để đó một ít phần trăm à, một ít phần trăm mà chúng ta cứ để đó thôi ví dụ cái chiến lược gom cổ phiếu mà sẽ kéo lên cho anh chị coi cái khúc này luôn nè anh chị hãy chỗ này đi mình sẽ nói với anh chị nha nè cái giai đoạn này mình chia sẻ với anh chị rất nhiều đúng không thật ra có thể ngày mai trong cái video trong cái bài viết phân tích thị trường mình sẽ lặp lại cái vấn đề này cho anh chị đó là đầu tư chúng ta sẽ chia cái thị trường này ra là bao nhiêu cổ phiếu này ra bao nhiêu nhịp bốn nhịp nhịp sập nè À, nhịp đầy nhịp tích lũy nè theo nhịp hồi mạnh nè đây là nhịp tích lũy nè sau đó nhịp bùng nổ chạy vào nước rút nè thấy không thì chị nhìn vào cổ phiếu bid ở đây đi nó có phải giống vậy không đây là nhịp một nè nó đây là nhịp hai nè đây là nhịp tích lũy nè thì chỉ cần xác nhận dòng tiền vào thì mua bình hơn đó là kế hoạch mua kế hoạch chờ đợi vẫn có đầy đủ hết chỉ là khi nào thị trường nó phù hợp điều kiện thì chúng ta mua khi nào cổ phiếu nó xác nhận được thì chúng ta mua chứ không có phải chúng ta phải nói là gì tại đây thị trường giá rẻ thị trường tốt chúng ta nên mua mạnh chúng ta nên gom mạnh và ví dụ như nó sập nữa đi thì nó thiệt với anh chị hà anh chị cầm tiền hoặc là anh chị giữ đó anh chị bán nó vẫn khỏe hơn là anh chị tiếp tục mua mua và kẹt thì đó là những cái điều mà nói với anh chị ở đây à, trong cái video bản tin tối hôm nay có thể là nói là với anh chị điều gì đó là tốt cũng không phải là tốt nhưng mà xấu thì cũng không phải là xấu tức là thị trường chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố thiên tai ngoài miền bắc nó không thiên tai ngoài miền bắc dẫn đến cái lưu lượng giao dịch là nó rất là hấp ông lưu lượng giao dịch và mọi thứ nó phản ảnh không hề đúng đồng tí nào cả đó, có thể rất là tốt cũng có thể là rất xấu nhưng mà tại vì nó đang neo lại thôi nên chúng ta phải gì giữ cái đầu chúng ta lành chúng ta đưa ra những cái hành động nó từ tốn nó chậm rãi để cho từ từ chúng ta đi qua được giai đoạn này rồi chúng ta kiếm tiền cũng không một lưu ý nhá rồi chúng ta kiếm tiền cũng không một chứ không phải chúng ta lại gì cố gắng kiếm tiền rất mạnh ở đây rồi có cái biến nào đó là toán đó nhưng mà ví dụ nó đi lên thì mình vẫn có thể lời một chiến lược như thế nào chị À, nó sẽ phù hợp cho dù lên hay xuống hay đi ngang thì chúng ta vẫn ok á, vẫn ok bình thường chứ không phải là chúng ta cứ ra ra vào vào ra ra vào vào trong giai đoạn này lưu ý nha rồi thì nếu anh chị mình muốn đi theo chiến lược đầu tư những cái suy si lần của Quang nãy giờ với anh chị nè thì mình đầu tư mình phải suy si lần mình suy si lần để mình đưa ra cái cái gì cái tư duy đầu tư cho nó hiệu quả đúng không chúng ta biết được vì sao chúng ta làm như vậy những cái yếu tố cấn cấn nào cấn cấn nào hiệu quả nào tốt tốt nào chúng ta phải liệt kê ra chúng ta phân tích ra thì từ đó chúng ta mới hệ thống lại và chúng ta biết chúng ta phải làm gì Chứ không phải là chúng ta mù mờ chúng ta vào Sau đó thị trường nó sao? Nó đạp xuống Cái chúng ta lộ, chúng ta lộ xong chúng ta cắt lộ Cắt lộ xong nó hôi lên lại, hôi lên lại xong chúng ta mua vào Mua vào xong nó lại quay xuống cắt lộ Làm chừng một vòng vòng như vậy Một lần lộ hai trăm một chút lần như vậy chị lộ hai chục phần trăm Và hiện với anh chị khúc này rất nhiều anh chị đều bị dính vào cái trường hợp đó đúng không? rất nhiều vừa bán thì nó tăng, vừa mua thì nó giảm, đúng không? Đó nói chung nếu anh chị mình muốn đầu tư đồng hành với hệ học minh quang và đi theo những cái tư duy đầu tư này đầu tư là phải có sự suy nghĩ logic suy si lần hay chị có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý như hảo trợ lý trung vi à, để cho trợ lý tư vấn anh chị mình vào trong nhà minh quang và, được nghe các tư vấn này của quang cũng như là các góp ý đầu tư để cho anh chị mình có thể đầu tư hiệu quả nhất à, lưu ý điều đó cho Quang rồi hôm nay video tới đây là kết thúc chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ và mát mẻ bên gia đình và tuần sau chúng ta sẽ có rất là nhiều cái yếu tố ở đây thứ nhất trung thu và bữa thứ ba trung hưu là mũ bên trăng hay trắng bên mua hay, hay hay có cái câu đó đúng không trung hưu và thứ ba thứ tư là phép hình như là ra công bố là giảm lãi suất thứ năm là cái gì đó liên quan tới đấu hàng phái sinh thứ sáu là quỹ ETF cơ cấu của cuối quý ba à, một tuần sau là một tuần rất là nhiều cái biến động nha anh chị à, rồi ok nếu anh chị cần hỗ trợ về việc cơ cấu cổ phiếu cơ cấu danh mục để sao cho nó hiệu quả hay là những cái điểm hỗ trợ kháng cự những cái góp ý anh chị cứ nhắn tin trực tiếp với Quang hoặc là chờ ngày mai trong cái buổi live stream lúc 21 giờ 15 tối mai tối chủ nhật thì qua cũng sẽ lên đây ngồi dạo với anh chị coi cổ phiếu nào ok cổ phiếu nào không ok tránh những cái trường hợp tiếc nuối à, tránh những cái trường hợp tiếc nuối như thế này chắc chắn bây giờ bắt đầu có nè không hai vì cổ phiếu tăng thì nó lại giảm ở ra hồi nãy mình cũng có thể nói với anh chị theo ý này được á. Đó. đó là mình người ta nói là gì chờ đợi leader để thị trường bùng nổ và tăng lên giống như FTX giống như RVR đúng không giống như HCM giống như FPT giống như CSV rất rất nhiều cổ phiếu hàng 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 cổ phiếu nó là bùng nổ tăng lên vậy thì theo anh chị thấy đây là leader gì đây có phải là leader gì leader giảm giá đúng không anh chị nè đây có phải là leader giảm giá không à, dấu hiệu gì dấu hiệu leader giảm giá đúng không chứ đâu phải dấu hiệu leader tăng giá đâu đáng lẽ thị trường ok thì nó phải gì bùng nổ và tăng lên anh chị thấy nó rất lạ tả lạ tả lạ tả không à, vậy chúng ta gọi là gì đây có phải là leader giảm giá không <laughs> thật sự nãy mình cũng có thể đi phân tích theo cho anh chị hướng này nhưng mà mình không phân tích theo hướng này mình sẽ nói với anh chị hiệu hướng tốt sau đó để cho anh chị mình suy luận ngược lại à, và anh chị mình đi kiểm tra thử coi nó đúng vậy không à, ví dụ vinamilk đi thật ra mình cũng có thể đi suy luận với anh chị theo hướng khác đó là thanh khoản dòng tiền không vào Quang luôn nói với anh chị dòng tiền không vào chúng ta chỉ giữ chúng ta gồng lại chứ chúng ta tuyệt đối không mua thêm trên đây đúng không không mua thêm vì không có dòng tiền chúng ta sẵn sàng chúng ta bán nếu có biến biến bán thiệt đúng không có biến là bán liền vì sao vì tiền nó không vào đúng không đúng, không? đúng khúc này mà nói với anh chị rất ok nó sẽ hồi nhưng lên đây đáng lẽ tin tức tốt thì nó phải lên nhưng ai về nó sập vì cái tin nó bị kích ra khỏi vin 30 mươi ngoài nói chung đó là có tin là ra thì chạy thôi chứ gì đâu đúng không thì đó quan điểm của Quang rồi ok, hôm nay bản tin tới đây là kết thúc. Nếu cần anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Quang. À, đừng có ngại gì cả, cứ nhắn tin trực tiếp với Quang. Gọi là trợ lý như hạo trợ lý, lúc trúc Xin chào anh chị. À, xin chào anh chị.